Sáng nay 30 tháng 9, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải xây dựng, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Tiến Thành tổ chức Ngày hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2023. Tham gia ngày hội, hơn 500 đoàn viên thanh niên được thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua. Nghe tuyên truyền về luật an toàn giao thông, các kiến thức cơ bản để tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn, đồng thời tham gia diễu hành, dán áp phích hưởng ứng ngày hội. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi của thanh niên trong quá trình tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công ty Tiến Thành đã trao tặng 20 suất quà cho 20 đoàn viên thanh niên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nền nếp văn hóa giao thông.